đẩy em đổ cái phần lên một cặp đẩy ra. Wow. Đưa nó cái lâu luôn em. Hay quay. Vậy lộn mày lát gì không? Đâu. Đâu đứng xa. Cái lồn mày nó ngồi lên. Nó ngồi lên level 2. Nó ăn chơi mà. Ta có thể được cao cấp rồi. Đang chim á. E được ta. Từ kén
cuốn từ từ thôi, nó không cần thiết phải ưu tay đâu. Giết được đâu, hắt ra phun máu giết được đó, có nhân nào mà bị gì ta? Sao em không rờ sớm đi? Tại mày đúp á, mày đúp rồi nó quấn. Đi farm đi ông nội. He was
còn lùng rồi, còn lùng không có. Em cứ phái quy em gửi à. Em đéo gửi em ăn quy rồi em giết. Đó đi farm đi. Vậy kệ. Sao giết được nó mà mẹ lá. Ồ mình hết ulti rồi, clip nó còn ulti, nó thích nó tự ulti nó không được nữa. Nó hết ulti rồi đó. Đây là cái bơi xa ấy vậy.
Ủa nãy giờ tao chưa có tài văn hả? Trời má, nãy giờ tụi nó có cái gì đâu. Em lấy bó luôn cho mọi biết đi. We
ma ở dưới rồi. Đúng mày. Chạy đánh xuống mày. Đánh sắp biến nhập mặt các bạn. Mũi nát không kịp phút sớm. Chưa mày đâu mày. Chưa mũi. Bắn tao đâu rồi. Dạ xuống rồi. Thôi giờ chịu biết. Thôi 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 chịu biết. Tây không phải e liền chứ. Vậy sinh ra một tây sao phải e liền chứ. Còn làm gì nữa nữa đèn à, mất mát. Cái lồng má nó gớm chứ. Cái lồng rất là đây, cái đó không còn phải 5 xì máy rồi. Ta tập thử đi. Ồ, mày đưa mặt cái quýnh hơi sao, mình yếu. Em ưu tê hụt nó hả Kèm? Đúng rồi. Chúng mà nó bị gì nó em luôn. Bị gì? Nó còn đứng nó đẩy ưu tê nữa mà. Ủa qua non luôn anh. Ờ. Ờ. Các bạn ngủ có đập nha. Mà con nhỏ nó nè. Canh kéo á. Cái này giờ anh kéo lạnh lên luôn không? Chơi 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 chơi. Đổ tâm hai lần nè. Nó vẫn chết rồi. Yeah.
nó tay anh rồi. Đông hả? Anh lên lên lấy ra rồi. Ồ. Nó sờ. Cái gì? Nó sờ luôn. Từ nha. Ôi để anh đại về mới được. Con đại tới rồi. Tung đại nào giúp tường mày. Kéo chó này rồi. Mày có phải đâu nè, mỗi tao đuổi nó lủi nó đầu nữa rồi. Ồ điên rồi, tao bị điên rồi. Cái gì nó làm canh luôn nha. Kéo luôn, muốn tới luôn, muốn đụng mãi mãi luôn. Cái đồ nó chặt. Chơi. Con nó hết e rồi. Tóc rồi Vũ. Gì? Lấy banana sao kìa? Em cứ đứng trong gừng là em có mana mà. Có không? Có không? Trong âm chúng mới có mana. À, còn cái bác sĩ của cái rừng là đứng trong rừng không mana mà. Em đi đâu rồi đi theo nói rồi mày. Em kêu tao hết nè. Không, anh đi theo em à. Bật solo ghi là đi về hả? Ok, mốt mà kem bật solo thì em đi về. Này bưởng đi nha, bọn nó chết. Thằng sẽ phải chết vì bưởng. Nghe nó xin đi ta. Anh đâu cần. Yeah, I'm doing a lot.
Ừ, thì đúng rồi, có OT mình phải xài theo với giác riêu, hiểu không? Kẻ nó còn OT á, vỗ quên. À, hôm nay nè, nào ai quá nhiều thuộc con này là một UT đâu có UT đâu hai ba thằng nữa mày chút sao thằng đầu nó nhăn biến nha được hết nguyên đường thẳng mà sao lại UT chúng hai rồi chả mình ra ai biết tại vì cái UT nó là theo kiểu mà nó ra từ từ á nó chỉ trúng thằng đầu rồi từ từ mới ra mấy thằng sau em muốn lên không nãy em kêu ông mới râm nè không kem vô nó vô vô kem không vô là anh không bao giờ vô chứ tên không vô thì mày gồng chút xíu từ đây tới đây đúng rồi còn mày gồng xa rồi tới đây luôn không ai mượn một tay bộ gì em kêu gì kìa em nói anh gì kia lại á thôi thôi kinh lẹ nào chưa bấm là chó dũng trong đẹp trai quá trong đẹp trai quá vui xong hết rồi bay lên đồi cho em ta mà một lửa rồi xong rồi giáp giáp giáp
Ủa ông nào kéo lên vậy? Phép rồi chứ không có nào mà đồ thẳng lên đi ăn. Chứ ai? Chứ sao? Chứ muốn thì sao? Quỷ. Tao đang bút thẳng ra đi ăn. Chứ ăn được gì đâu. Mình lên, mình hoàn thành sớm được cái tay băng mà khỏe á. Everybody dies. Some just need a little help. Còn bất khóc vì những ngày như mơ giờ tan vỡ. I'm no hero. Mấy bạn hỏi sao anh Vũ chửi quá kìa. Mấy bạn hỏi sao anh Vũ chửi quá kìa. Mấy bạn kiếm hả? Ngồi đụng nó hơi thua rồi. Ổn nó lửa hả? Liên tục luôn hả? Liên hồi hả? Chó. Tao nói nãy giờ nha. Ê, để tao hỏi rồi, chim hả? Đừng nói nha. Thầy mày chỉ hỏi tao thôi, mày có hỏi giọt con mồi. Rõ ràng không? Thua rồi. Mày hỏi đàng hoàng hai người chứ hỏi mình tao à. Thua rồi. Không đi chơi nữa không? Đi chơi nữa không? Thì mình như cái con cùa mọi người nên mình mới chửi á. Quỷ rồi, quỷ luôn tắt điện nặng vãi. Làm sao nỗi xót xa rơi chân mắt người. Quên làm sao tiếng ca chưa ngân hết. Thôi trận này còn được đến tiếp không không? Phải mấy tầng nữa mới, nếu mấy tầng nữa mà nhất VCA mới được đến tiếp. Trái tim anh từng yêu đuối. Tự cho phép mình không quên. Tự xem như mình vẫn gần bên. Và nếu gì lắc kìa. Mày lắc không? Chính mình sẽ
đang luyện con này sắp hoàn thành tiếp rồi. À, tốt nha. Ai tôn? Đang luyện con này. Ơi, game sao không cho nó chơi nữa rồi. Ôi, hết sao? Game. Bắt bắt tôn hả? Anh giật nha. Không biết. Anh bắt tôn. chết luôn, nâng hai e là sống rồi. Bỏ hết lát á. Giết mẹ Ken. Ở đó mana rồi. Còn lát, nó còn lát. Nó còn lát Ken rồi. Tại quý Ken nó đúp không lát né. Ăn hết chiêu rồi lát. Hồi nãy nâng 2E là giết đường bò. Thank you.
Ủa, đi lắng nó full đồ kìa. Đồ level 6 luôn hả? Ồ, mình hát full 2 level luôn. Thằng này quýnh nó, quýnh nó, ví dụ mình vừa cái chấp lêu á, mình đứng quýnh nó, lưu về chứ. Chưa phải rất là tự á. Quýnh chấp lêu vào đầu nó máu không rồi. Tự quýnh tiếp. Ờ, gặp rét rồi. Sao mày quýnh bởi bên trái nè. Mày không can chơi nó được can. Rồi bác còn tì nha anh, rồi bác còn tì. Rồi tự thôi. Thôi đồ. Mày 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 mày. Sống từ từ á cán. Ủa sao bạn chơi chiêu ghê hả? Có trò đó được, nó ulti lên từ chí quá. Giờ tụi nó full lại hết rồi đó. Bò mới 5 mà. Nó về luôn kìa. Nó lên vào 5 mà sợ gì nó. Về đi ông hút mana. Nó là thứ nhất bật hàng xuống nè. Thứ nhất bật mà. Nó tới đây rồi. Đồ tăng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con này khó chơi quá. Chơi phải mấy chục trận mới nhuyễn. Ngựa không nhóc mày. Ồ. Không mấy con khác thì tôi chơi ít, còn con này phải nhảy nên phải chơi nhiều. Khó rồi. Nghe cho mày. Nó ngon không quỷ? Đó. Ăn khác nó chơi ít là được rồi, con này phải chơi nhiều. Ta rờ về thì phải ta rờ nó văng về thì phải quăng quỷ ở đây. Ồ, Ken chơi hay, Ken chỉ chơi vậy thôi. Ồ. Bị nó quy rờ. Về đi. Đấy. Vô quy hộp chết. Cái này nó xử bắn ra không? No. Con nuôi xem vừa lát không à? Không biết. Không biết. Không thấy. Nó ra chủ con. Đông còn chưa đến. Phải nãy bị kiệt sức cũng thôi giết AD. Không.
chưa có lát rồi em. Gọi đây game, gọi đây cái game, gọi là Dù Anh cũng chưa có lát rồi. Đang chưa có lát, cầm nó lên. Đây, đây em chờ lại nha. Ken chuyện nào cũng có highlight không, muốn ghê vãi. Không á, kinh highlight quá. Đứng như nó sợ, nó quýu, nó lắc theo, phải không? Nó tính toán đấy. Chờ nguy gỡ nó. Sao?
Đường bay quấn mắt kìa. Xin mai luôn đi. Tuy hai giết một con kén quá. Kén này nó cứ lon. Khó. Làm nó hấp dẫn cho tao nhìn dấu khoai đó không? Phải phải được không? Phải. Đó, được. Được. À, giết con bò nè. Không bắt. Thôi, không bắt được. À mà nè. Ủa uống 2, uống 3 luôn kìa, em sợ gì. Ủa vậy sao mà không quên tì em luôn đi. Quên tì em là con bò nó bị hất rồi. Ừ. Em bấm lát. Đi, đi, đi. Cái lát này. Đục, Ken sừ. Mày nữa Ken, mày nữa mày không có chu quy nữa Ken. Chạy này, chạy lên liền luôn, chạy lên luôn. Bên đây nè, bữa qua chạy, bữa phải nè. E thẳng vô đi. Rồi, chết. Sao lắm đi qua đường anh. Biển nha. Cứ đi tà tà qua đây luôn. Cứ tà tà qua đi, nó hút có được gì đâu. Hút có những con đèn cho mày được, không hết ngon cũng được đâu. Dạ. Ê, tao mới thấy gì kìa. Có e nó không có bị gì vậy. Tao cũng không biết luôn. Bỉ nhà nó qua đây đâu. Đi lăn vô à. Đây bạn ơi. Ủa. Ờ, giờ đi bỏ đi khai nè. Đúng không? Đó, kìa. Ê ê ê, cứu vào. Cứ đợi rồi kìa không. Thank you.
nghĩ là sao nó có thể vậy luôn á. Ý là nó có em mà. Nghe rồi. Nghe nào? Nghe rồi, em đi đâu có đâu. Ờ, nghe rồi. Nào đạp được, team mình nào đạp được. Điều bộ, ta chơi team quật đó, giờ mình có được tầm đèn không? Ồ, né nột quá, quá xém nột rồi. Ồ, cũng hỏi quân đạo. Fucking combo quá luôn. My life.
kiếm nó vô. Nghĩ với mày. Rồi hứa đi, hứa đi. Hứa suốt đời đừng vô. Có mũi cái sáng sáng lắm thật. Anh nhìn nghe nó khó chịu luôn. Bây giờ nó thiếu rồi đúng không? Hết cái để nâng luôn rồi. Ở dưới kìa. Dưới gì? Dưới được nhiêu đồng ơi? Ba mấy nghìn. Đó. Rút mình không? Ngày mai BM đánh VCS A. Đánh 6-7 chủ nhật luôn. Vô ở vô chủ nhật vô. Rồi xài hết đi là lên được 140. Ra liên tục. Lân quan kìa. Chơi thì nói. Ê, nói thì dán trước thì nha. Ken nó kêu anh. Em kêu anh đó. Em kêu anh. Đủ rồi kìa, lấy lên 140 đi. Đủ mắt bao đủ. Giờ sao? Cứ như vòng tròn ở chơi cấp mò bích kìa. Có khóa không? Lắc rồi khóa không được luôn. Trái đất cứ xe vòng.
ngon đâu. Hay nhiều hay nào là. Ừ, nó cũng được. Ai lo, có ở quê không? Con nó đủ đau, con đủ. Và cái đó là mọi người là mình The Tempest is at your command. Mổ rồi đó. Vô rồi nè. Không sao. Xin nhau mọi mẹ. Đây gì à? Sao dân luôn rồi. Thấy đúng không? Thôi. Bóc đi, chị gì bóc đi. Ba. Cái gì mà gì đó ba cái gì đừng lao vô để nó bắt ba gì đó quay chết hết fuck. If you want I'm in. Ôi đế tính chết rồi. Quáp. Quáp. Motherfucking quáp. Thua hả gì đâu. Thua thôi mà. Nó cứ thua đâu. Mọi người đừng có trả lời mấy cái ông mà vô gây quơ. Kể với ông đi. Quýnh hay thì thua. Được rồi. Được rồi. Thấy con má mệt mỏi thiệt đúng không? Cảm ơn làm mấy cái đó là trả lại cho bên tài. Làm chưa mới thức đi đó con. Thiệt quá bốn rối. Rồi hết được thấy Ken đánh mập mà. Hay nha. Xong ăn trời. Đậu đi chết giờ. Nó đâu rồi? Mới đi lượm chuồng rồi. Qua đó lấy hồi chuông mập trong đây khỏi lượm nha con. Vô bao giờ chi? Nghỉ rồi mà. Nghỉ rồi, nghỉ mãi mãi rồi. Nghỉ suốt đời rồi. Trong tổ đánh. Thôi má nhìn nó rồi. Sao lụm? Nó nghe nó lụm luôn giờ. Bất mò, nhảy nam. Chạy. Sao đứng mà tăng vậy? Ở đây nó chịu định. Bò má, chó. Đúng vô. Ôi. Để đó. Nó giỡn mặt. Ờ, nó quy hụt. Quy trúng là chết cha.
Yeah, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Đó, sao có thể gì được? Rất tin được. Không, anh không tin mấy gì mày tin. Nếu anh được phải lút. Biết chơi không? Xong rồi đi bọc cỏ nó lúc nó một đống. Ờ biết chơi không? Tao không có góc tùn. Ông đi bọc cỏ nó lúc nó một đống. Mày đù đù tháo mày. Ủa em phải lại gần chứ. Lại gần chút xíu cho mày. Còn cái rỡ má đi li lên giày đó trước. Hay quá. Li farm lên giày đó chị. Má anh tích là kiểu mua thuốc nhức đầu cho anh ơi. Để hắn lát rồi. Em xuống rồi.
Mày về ăn đi. Biển à, nó lại nha. Tao đứng nó làm đéo gì. Quay kiếp của tao. Cool down there. Ra gác hết lát nha, anh khẳng định điều đó em. Cái nát, anh khẳng định là ra gác nó mới hết lát rồi nha. Nó lại rồi, nó nát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây kìa. Mày đếm gà hay mày làm gì vậy? Thôi về không đi. Lá hết một tì. Ờ vô. Thằng nó ăn này nè. Dành nè là gấp. Rồi còn một giọt. Nãy mày quy trước kia mày e trước. Mày bắn thừa thừa nó quy vô mày e. Còn mày quy sao? Tao hả? Quỷ nát nè. Tao le nè. Giọt mấy đứa ơi. Ủa là sao mày em đánh đúng à? Em quy trước là sai rồi. Ví dụ quýnh vậy á là phải lát né được cái quy của nó để lát lại né chiêu chứ không phải lát vậy. Mày e nó trước á xong rồi nó sát là mày cho nó cái quy. Ừ, không mất ulti. Hai lá mất ulti rồi có quýt đâu. Ấu. Mập nó mạnh quá.
yêu là sao? Cái gì? 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 Cái ồ, bị kíp. Nào kêu ulti gầu vậy? Kệ. Ủa mà pha trên top bính lộn quá nó không? Không, nó ra sâu mà. Trời ơi. Ủa, không được. Yên hỏi pha trên top bính lộn Mary có mày không Ken? Không, mày thấy nó chết rồi mà. Mẹ nó không làm bính lộn. Ui. Vậy là chết từ lúc nãy à? Nó lên trên top luôn nè, xong nó xuống cấu lại rồi. Trời ơi, lỗi rồi. Sao hỏi già mày vậy? Mẹ quá. Nó mới là 10 rồi mày nghĩ sao phù xa gì? Còn em có giáp. Ủa ai đi á, đây nó còn gì không anh? Hỏi anh Ken nha. Ở đây còn gì không? Chuông đe. Đó, chuông đe hả? Chuông đe đầu cái cổ. À, bị Garat nó nắc quá. Đúng rồi. Chuông nãy là vờ có luôn nào không? À, nãy y không thích kiếm mà biết được không? Hồi ra các từ rồi. Ôi, nó nha, nó nóng rồi. Sắp bọt rồi. Bây giờ nó tay gái nha, em vô, em vô nè. Thôi mất rồi mấy đứa. Đã gá thật lát. Chúng em chuồng hai nè. Đợi xíu, đợi xíu. Vậy, vậy đâu đi. Đâu đi cái nhà đâu. Đang à, đợi anh Vũ, đợi anh Vũ quay lại là chơi á. Không có anh Vũ chơi được. Ok. Anh đi hết chết rồi kìa. Qua nè, qua luôn, qua vô. Ủa, tao quay cũng được luôn. Chết hết rồi đó. Đưa ra sau lưng rồi. Chào đây. Đưa ra hết lá hết tay rồi. Phát tình khỏe luôn. Đồ văn độn rồi. Đồ văn độn rồi. Lúc nãy tao lúc mà tao ăn có mập á, không bay vô một cái luôn. Còn quýt nào thì kêu tao ăn cho nó. Nó chạy ra xong rồi. Nên mỗi lần anh đam á. Có xin nha. Có mập. Rộng rồi mấy đứa. Không hoài không chết bạn. Em solo bạn kêu ra để em đi giúp lấy. Thank you.
đồng hồ là get the farm. Anh chạy trận này không mày đi có mặt mày tao đi bên phải á thôi ờ ủa tao giết nó chi tuổi bạn về năm về ba để farm lên đi tem chậm đúng không kìa mày farm liên quan tới mình lên vậy đó cái gì đi lý chạy chưa đủ nhanh à
ghế vô không? Mời rồi vô. Mời rồi. Mời lại. Mời anh hãy đưa ba cái thiệp. Ồ mày không thấy rồi đó, mày quýt ra vô loại đi rồi.